Kỳ duyên, Minh Triệu chia tay, kỷ niệm cuối cùng đầy tiếc nuối. Fan couple vẫn mong kỳ tích xảy ra dù cả hai đã ngừng nhận job làm việc đôi. Chúng mình có nhau cũng chỉ là quãng thời gian 5 năm, từng thân thiết công khai tình tứ nhưng giờ đến chụp ảnh chung cũng không thể. Chuyện tình bách hợp hoa hậu, siêu mẫu từng làm chấn động cõi mạng, nay tất cả chỉ là quá khứ. Buồn nhất showbiz về cuối tháng 2 này là tin đồn đường ai nấy đi của Kỳ Duyên và Minh Triệu. Sau bao năm gắn bó bên nhau, đến năm 2024 này, có vẻ như mối quan hệ giữa nàng hoa hậu và nữ siêu mẫu đã có rạn nứt. Cả hai đã rất lâu rồi không tương tác với nhau, tưởng như sau khi tung bộ ảnh chung là gương vỡ lại lành, nhưng không. Xuất hiện tin đồn rạn nứt kể từ sau Tết, Kỳ Duyên và Minh Triệu quả thực có nhiều động thái lạ làm người hâm mộ phải hoang mang. Theo như dân mạng đồn đoán, thì sau chuyến đi châu Âu cùng nhau, Kỳ Duyên và Minh Triệu bất ngờ hết thân, không còn thấy tương tác trên mạng xã hội lẫn ngoài đời. Nguyên cả dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Kỳ Duyên và Minh Triệu cũng không có dấu hiệu gì là đã nói chuyện hay gặp gỡ nhau. Cả hai chỉ đăng ảnh đi chơi với gia đình, ảnh riêng chứ không nhắc đến đối phương. Ngay tới dịp Valentine, Kỳ Duyên và Minh Triệu cũng không gửi lời gì tới nhau, mặc cho các fan couple không ngừng lo lắng. So với những năm trước, quả thật Kỳ Duyên và Minh Triệu khác lạ hẳn. Đang trong lúc đồn đoán hai người chia tay, thì Kỳ Duyên Minh Triệu bất ngờ tung ra bộ ảnh chụp chung cực tình cảm, làm fan thắp lên hy vọng rằng hai chị chỉ đang giận dỗi nhau thôi và sớm sẽ làm lành. Nhưng thật tiếc, trong từng câu chữ đến những tin tức gần đây được đưa ra đều chứng minh Kỳ Duyên, Minh Triệu đã không còn chung lối, mỗi người đã trở về với cuộc sống của riêng mình. Cụ thể, khi đăng buổi chụp hình chung cuối cùng của cả hai, Kỳ Duyên đã để kèm caption dù sao đi nữa thì chúng tôi vẫn rất ăn ý khi chụp hình cùng nhau. Một chiếc tựa đề vừa gượng gạo vừa cho thấy cả hai giờ đã chỉ còn là quan hệ công việc, còn tình cảm gần như là không có. Một số fan vẫn cố gắng hy vọng vào một kỳ tích xảy ra, nhưng có vẻ điều này là không thể, đặc biệt khi các trang truyền thông bắt đầu lan truyền về việc cặp đôi chia tay. Theo như nguồn tin của một trang mạng, thì bộ ảnh mà Kỳ Duyên và Minh Triệu đăng gần đây đã chụp từ trước khi cả hai đường ai nấy đi. Đến lúc xe bài thì từng câu chữ đều thể hiện đúng tính chất công việc, không hơn không kém. Trang mạng cũng tiết lộ rằng một số agency quảng cáo uy tín cho biết phía Kỳ Duyên và Minh Triệu đã ngừng nhận và hủy các công việc liên quan đến nhau. Đây là động thái khá dễ hiểu, bởi một số cặp đôi nổi tiếng hậu chia tay đều rất khó làm việc với nhau. Mặt khác, đây cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy mối quan hệ của cả hai đã không còn thân thiết như trước. Việc Kỳ Duyên, Minh Triệu không còn đi chung đã khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. Dẫu sao thì cặp đôi chúng mình có nhau đã thân thiết được 5 năm. Trong suốt thời gian đó, cả hai không ngại flex những khoảnh khắc tình cảm, những lần gặp gỡ và đi du lịch cùng gia đình đối phương. Kỳ Duyên, Minh Triệu cũng được mọi người xem là chuyện tình bách hợp giữa hoa hậu, siêu mẫu, từng gây chấn động cõi mạng. Thật tiếc là đến bây giờ, những điều đẹp đẽ ngọt ngào đó chỉ còn là quá khứ. Thôi thì Kỳ Duyên, Minh Triệu cũng đã dứt, mong rằng nỗi buồn của cả hai cũng những tiếc nuối của fan couple có thể bay đi theo thời gian.